Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Nhờ chúc của đầu bếp, việc tu hành của ta có vấn đề. Có phải ngươi chỉ luyện hóa một vài, hoặc là một vài loại trong số đó mà không hề luyện hóa toàn bộ đúng không? Lúc luyện hóa các loại tài nguyên, tốt nhất là nên gom lại để luyện à? Trong thùng gỗ chứa nhiều nước, chính là năng lực tiểu càn khôn của chúng ta. Tu hành khai thiên cảnh chính là quá trình làm nước ở trong thùng gỗ cao lên, mà 7 tấm ván gỗ cùng cao lên. Nếu chỉ có một tấm là không được. Nếu ta đoán không lầm thì chắc tiểu tử ngươi tóm được cái gì là luyện cái đó, mà không quan tâm đến sự cân bằng đúng không? Đúng là ta đã sơ suất rồi. Tài nguyên ở vô ảnh động thiên này khan hiếm, muốn tìm đủ để cân bằng âm dương ngũ hành không hề dễ. Ta phải tranh thủ thời gian tìm lối ra ngoài thôi. Đại điện đảo song tử, dám hỏi Hoa đảo chủ, ở vô ảnh động thiên này, nếu đã vào trong được thì chắc sẽ ra ngoài được. Không biết Hoa ảnh đảo chủ có manh mối gì không? Nếu nói mặt bàn là cả vô ảnh động thiên, vậy thì đường cong này chính là địa bàn hoạt động của ba thế lực. Ý của Hoa đảo chủ là không phải các ngươi chưa từng tìm hiểu về vô ảnh động thiên, muốn hiểu rõ tình hình của vô ảnh động thiên cũng không phải là không thể. Từ đây đến dài biên bờ của vòng tròn mất thời gian nửa tháng, mà cứ mỗi một tháng vô ảnh canh phong này sẽ xuất hiện một lần, thế nên cứ đi đến đó lại phải nhanh chóng quay về. Nếu như vậy thì có thể ở ngoài vòng này để tồn tại Nói như vậy thì có thể ngoài vòng này là sẽ tồn tại lối ra. Mao Chiết từng nói như vậy, hắn hoài nghi vô ảnh canh phong này là thổi từ bên ngoài vào. Thế nên cội nguồn của canh phong chắc chắn là có thông đạo liên thông với thế giới bên ngoài. Vậy thì đó chính là mục tiêu rồi. Võ giả khác sợ vô ảnh canh phong, nhưng còn ta có bất não thụ đáng để thử xem. 10 ngày sau không phải ba vị Huyền Dương Sơn sau? Đúng là sơn thủy hữu tương phùng, trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lại là ngươi, tiểu tử thối, ngươi hại ta không còn nơi nào để về, giờ còn muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Hai vị hiểu lầm rồi, lần này tiểu tử tới là muốn tìm lối ra khỏi vô ảnh động thiên, chư vị có muốn hợp tác hay không? Ngươi hủy cả Huyền Dương Sơn, giết cả lão nhị, khiến bọn ta không có chỗ dung thân ở vô ảnh động thiên, còn muốn hợp tác với bọn ta làm mơ đi. Các ngươi không muốn, ta cũng không ép. Chỉ là tới lúc đó đừng tới cầu xin ta là được. Từ biệt tại đây, có duyên sẽ gặp lại. Không ngờ hắn lại chạy đi tìm lối ra rồi, không cần mạng nữa à? Chúng ta đi tìm lối ra đó là bất đắc dĩ, nếu không thì sớm muộn cũng bị vô ảnh canh phong thổi đến chết. Còn Dương Khai, đúng lúc cứ để hắn đi trước, cho hắn dò đường, chúng ta đi theo sau. Được. Nửa tháng sau, hắn đã đứng đây nửa ngày rồi, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Hình như hắn đã phát hiện ra chuyện gì đó. Đại sơn chủ, tiểu tử này đã tìm được lối ra rồi. Nếu đã được tiểu tử kia tìm thấy, vậy thì ta giữ được cái mạng này rồi. Bổn quân không hề phát hiện ra, chẳng lẽ tiểu tử đó nói dối? Không phải nói dối, cứ thử nào biết. Vô ảnh căng phòng. Ngươi điên rồi, tự tìm chết cũng đừng nôi ta làm đệm lưng. Đại sơn chủ nói vậy thì để ta nghiệm chứng xem thật hay giả vậy. Ngươi xem ta nói không sai chứ? Ngươi chặn được vô ảnh canh phòng, hóa ra đây mới là chỗ dựa của tên này. Hắn vốn không hề sợ vô ảnh căng phòng. Đây là cơ hội, có lên mạo hiểm hay không? Không thể ở đây chờ đợi được, nếu nối ra vào đã mở ra, vậy chi bằng liều chết thử xem. Chúng ta đi. Đằng sau kẽ lết là cội nguồn của vô ảnh căng phòng, ba người này bỏ đi dứt khoát như vậy đúng là gan dạ. Nhưng mà muốn đi đâu có dễ như vậy.